Xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng biết, Melbourne là một trong những cái thành phố được nhiều các học sinh trên thế giới lựa chọn nhất khi du học tại Úc. Vì đây là nơi được mệnh danh là thành phố dễ sống nhất trên thế giới, tập trung một cái nền giáo dục rất là tiên tiến nè, đẳng cấp. Rồi không những thế, nơi đây còn tập trung rất là nhiều trung tâm thương mại để mua sắm. Các trung tâm mua sắm nổi tiếng hầu hết thì được tập trung tại Melbourne. Và mỗi một cái trung tâm đều có những cái ưu điểm cũng như là một cái nhược điểm khác nhau. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về những cái ưu điểm cũng như là những cái nhược điểm của những cái trung tâm thương mại lớn tại Melbourne. Thực sự mà nói, những cái ưu điểm và những cái nhược điểm này là chia sẻ thực tế của các bạn du học sinh của Tân Đại Dương đã về, đã trao đổi, đã trò chuyện thêm với công ty. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về trung tâm Chadstone. Thì trung tâm mua sắm lớn nhất của Úc là Chadstone, được gọi là thủ đô thời trang của thành phố Melbourne. Về cái ưu điểm, tại Chadstone bạn có thể tìm thấy nhiều cái cửa hàng thời trang quốc tế và đồ gia dụng hơn nhiều so với những cái nơi khác. Tại đây cũng là nơi để bạn có thể thoải mái selfie và thu hút hàng triệu like mà không lo thiếu tất cả các vùng nền, bởi vì ở đây cảnh nó cực kỳ là đẹp. Những cái thương hiệu nổi tiếng như là Zara hay Topshop thì cũng không có thiếu tại đây đâu, các bạn yên tâm về điều đó. Đối với các bạn nữ muốn mua sắm về quần áo thời trang, thì đối với những người thích những chiếc cái xe hơi của mình luôn mà trong cái tình trạng mới á, thì khu vực rửa xe trong bãi đậu xe ngầm là một ý lý tưởng dành cho tất cả các bạn. Đặc biệt là ở đây họ còn có một cái điều mình thấy nó rất là đặc biệt là những gia đình yêu thích thời trang thì có thể nghỉ chân tại Chesky Chanos, quán cà phê đầu tiên tại Úc có khu vực vui chơi dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Các bậc cha mẹ có thể thoải mái thưởng thức ly cà phê của họ trong cái sự bình yên, không bị ai quấy rầy. Trong khi những cái người giữ trẻ thì họ sẽ thay phiên nhau coi con cho những cái vị phụ huynh đó khoảng cỡ 15 phút với cái giá là khoảng cỡ 5 đô Úc. Mình thấy cái điều này rất là tuyệt vời thực sự. Khi mà mình chưa có con nhỏ, chứ mình có con nhỏ mình sẽ thấy là đi cà phê ăn uống với bạn bè mà có đứa con thêm nó quậy phá kinh khủng khiếp, mình không ngồi nói chuyện gì được hết, cứ chạy theo dí nó thôi đó. Và cái nhược điểm của cái trung tâm mua sắm Chadstone này á, thì là bạn cần phải ăn mặc một cách là chỉnh chu và trau chuốt nếu như muốn bước chân vào cái Chadstone. Và thực sự nơi đây rất là đông khách, cho nên đôi khi bạn sẽ cảm thấy bị ngột ngạt cũng như là vì xếp hàng quá lâu hay là phải chen chúc ở một cái gian hàng nào đó hoặc là khi chúng ta tính tiền. Thêm vào đó là với danh hiệu là trung tâm mua sắm lớn nhất của Úc thì có lẽ bạn sẽ phải nên cài cái phần mềm GPS, cái phần mềm định vị nếu như mà muốn xuống bãi đậu xe tầng hầm của trung tâm mà không hề bị lạc lối. Tại vì cái tầng hầm của nó rất là rộng, rất là nhiều tầng và tầng nào nó cũng tựa tựa với tầng nào rồi. Khi bạn đặt vị trí của xe mình sẽ không khó mà nhớ được, nên mình cần phải lưu ý những cái điểm mình gửi xe bên trên những cái cột hoặc có đánh dấu những cái vị trí thì các bạn cần lưu ý những cái điểm đó. Thực sự luôn á, là khi mà mình mua sắm xong rồi cái tâm trạng của mình lúc mua sắm rất là háo hức, rất là vui, trời ơi, mua được nhiều đồ đẹp, nhiều đồ rẻ, thích quá mà xuống tới nơi tìm hoài cái xe không ra, tìm trong vòng cả tiếng đồng hồ nó mới ra được cái xe. Thực sự là lúc đó bị tủn, bao nhiêu cái sự happy nó tan biến mất tiêu rồi ha. Cho nên các bạn cần lưu ý cái điều này nhé. Trung tâm thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là trung tâm Nakland, một trung tâm mua sắm lớn ở Reston S. Nakland cách khoảng 11 km về phía bắc của trung tâm thành phố Melbourne. Ưu điểm của trung tâm Nakland này thì là đây là một nơi rất là tuyệt vời cho những người muốn mua sắm và yêu thích giá rẻ mà không muốn chi một số tiền quá lớn vào quần áo, nhưng mà vẫn đạt được cái chất lượng về sành điệu cũng như thời trang nha. Ấn tượng của mình dành cho cái trung tâm này là khi mình bước vào cái bãi đậu xe, tự nhiên mình nghe thấy đâu đó một cái giai điệu âm nhạc nào đó nó rất là du dương, nó cổ điển làm sao á, nó gần ở cái khu vực ăn uống. Có thể không phải là một loại nhạc yêu thích của nhiều người đâu, nhưng nó sẽ giúp cho mình có một cái không khí rất là relax, mình cảm giác nó như vậy, mình cảm thấy mình thích cái âm thanh đó. Và trên hết là một số cái cửa hàng của trung tâm không khác gì những cái cửa hàng tồn kho với sự giảm giá đa phần được tìm thấy ở đây. Nghĩa là đây là nơi bạn có thể tìm tới để mua sắm những cái mặt hàng giảm giá, mặt hàng có thể là nó qua đợt, mình có thể mua sắm, mình sẽ nó phù hợp với nhu cầu của mình thì thôi, đúng không? Cái nhược điểm của trung tâm này thì mình thấy như vậy nè. Cái website của Nakland á, họ tự hào giới thiệu là họ có 4.800 chỗ đậu xe miễn phí, có nghĩa là bạn sẽ có thể đậu xe một cách rất là dễ dàng ở bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, trang web cũng quên không đề cập đến việc nó chỉ là trường hợp khi nào vào giờ học sinh lên lớp, hoặc nếu nó không phải là sau giờ làm việc vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu hoặc là ngày chủ nhật. Vì nếu như bạn đang ghé qua cái trung tâm Northland này để xem một bộ phim và tìm thấy một bãi đậu xe trước khi bộ phim bắt đầu, cơ hội rất cao là bạn sẽ phải xếp hàng dài để có thể lấy được một cái vé để vào bãi gửi xe. Bởi vì đây là bán hàng sale, hàng tồn kho, cho nên ngoài đó tất cả các mặt hàng quần áo thì đôi lúc là có thể gọi về cái tính thẩm mỹ nó không có được đẹp lắm, nó nhỏ. Cái mặt hàng thì ít chứ nó không được nhiều những mặt hàng mới. Đó là đối với những cái cửa hàng như là Country Rose hay là Wittery, còn Mayer thì như là một phiên bản của một thị trấn vùng quê, có thể xem là nhỏ nhất và tệ nhất ở cái Melbourne này. Thực sự là thì mỗi một cái trung tâm nó sẽ có một cái thế mạnh riêng, đúng không ạ? Tùy cái nhu cầu mua sắm của mình. Và cái trung tâm thứ ba mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó là trung tâm Highpoint. Trung tâm mua sắm Highpoint ở Maribyrnong là một cái địa điểm mua sắm đẳng cấp trên thế giới, với hơn 500 cửa hàng, 7.000 chỗ đậu xe và một lịch sử tự hào mang về nhiều nhà bán lẻ và thương hiệu đến từ phía Tây Melbourne. Về cái ưu điểm của cái trung tâm này thì đây là một đợt cải tạo vào năm 2013 đã đem về cho Highpoint các nhà bán lẻ quốc tế như là Zara và Topshop đã dọn cái khu kinh doanh của trung tâm này. Trung tâm cũng tự hào là có rất là nhiều cái nhãn hiệu thời trang của Úc, bao gồm Stars and Pride, Roman Alana Hill, một cái cửa hàng khổng lồ mới của David John mới mở, và của Mayer thì mới được đổi mới. Thì rất nhiều các bà mẹ chọn mua sắm tại Highpoint chỉ vì nơi đây là có phòng của cha mẹ, hay còn được gọi là parent room, thì thích hợp cho những bà mẹ muốn thay tã cho con nhỏ hay là cho con mình bú ở nơi công cộng, thì ở đây họ sẽ có một cái phòng riêng dành cho các bà mẹ đó. Các phòng thì thậm chí đều có những cái chỗ để vui chơi, phòng cho ghế ăn, ghế cao và tivi. Thực sự là quá là tiện nghi, đúng không các bạn? Tuy nhiên nó cũng có cái nhược điểm là khá là khó khăn để tìm thấy một chỗ đậu xe vào cuối tuần. Nhưng mà Highpoint không phải là nơi bất khả thi để kiếm một cái chỗ đậu xe. Cứ lái xe đi vòng quanh cái khu vực là bạn sẽ tìm thấy một cái chỗ đậu xe, dù trong hay ngoài khu vực mua sắm. Và với biệt danh là Highpoint, nơi duy nhất bạn cảm thấy an toàn khi ở bên ngoài Highpoint là ngồi trong xe lái xung quanh tìm một cái chỗ đậu xe. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ với tất cả các bạn là về ba trung tâm mua sắm rồi. Còn thêm ba trung tâm nữa, nhưng mà chắc mình phải hẹn với tất cả các bạn vào một cái vlog lần sau đi. Chứ còn bây giờ thì thực sự là bận rồi, phải đi ra ngoài mất tiêu rồi. Bye bye nha, hẹn lần sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề về các trung tâm mua sắm tại thành phố Melbourne của Úc. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.